trà sung đạn này ôi sạch tình đơ sông ngôi rồi. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Thành Audio. Thì ngày hôm nay Bình Dương rất chi là vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị và các bạn đi lắp một bộ dàn karaoke gia đình cho nhà chị Thắm ở Củ Chi. Và bộ dàn karaoke của chúng ta bao gồm một cặp loa JBL KI82, kèm theo đó là một chiếc cục đẩy công suất mang thương hiệu Karaomax KH500, và không thể thiếu được đó là một bộ micro Vatasa VA8 Plus. Cây 82 này là một cặp cây 82 là bãi nhưng mà rất là mới, hầu như là mới nguyên. Chưa một vết xước không ạ?
Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.